ơi, mua gì? Bán cho cháu xanh Kilian. Xanh Kilian à? Bán không có xanh Kilian. À, không. Bánh đậu xanh. À, bánh đậu xanh rồi, bán hết bánh đậu xanh rồi. Bánh đậu xanh đây không phải bánh đậu xanh à? Không, không phải bánh đậu xanh đâu, hết rồi. Bánh đậu xanh cục cục ấy. Hết rồi, hết bánh đậu xanh rồi. Cái này đậu nhà bà ấy. Ừ. Bán cho cháu cái đậu. Mua mấy miếng? Cháu mua một tấc. Có làm gì đáng thế? Cháu mua kem gì để cháu bán cho cháu cái gì? Đất à? Ở đây túi nhá. Vâng. À, chỗ này là 60.000. Đây. Để chứ cháu chúng tôi có vào. Tắt vào đây cho cháu. Tắt vào à? Cứ dốc vào đây. Ở dốc nó rơi mất đi. Bà nhặt để cho. Mua về làm gì lắm thế? Đây đây, có đây. Lâu lắm. Nào nhấc lên, nhấc lên. À, đi cháu một ít nước này nữa. Nước này á? Vâng. Một nước này để về làm gì? Vâng, vâng. Làm xanh. Từ sao làm xanh nhỉ? À? Vâng, vâng. Dạ đi. Thôi đây nhá. Vâng. Ở đây túi to hơn. Thôi, đổ tất vào đây rồi cháu. Cô đổ tất vào đấy á? Cháu mua hai. Một thìa. Một thìa thôi á? Vâng. Hai thìa. Trộn lẫn à? Trộn rồi cháu. Rồi rồi. Lấy tiền nhưng có rơi nữa. rồi. Dạ. Mình để rõ ra để mình tiền này đấy. Thế rồi dành bún bánh đậu xay rồi còn bánh đậu xay gì nữa. Mình đã định làm cái này, làm bánh đậu xay nó đỡ phải hết tiền này. Để một cái mút, một cái mút bọc cái mút. Và để mang ở nhà là bánh đậu xay là mà để cà mới được. Vẫn còn được nhiều phơi rê. Sao cái gì này? Cho vào đây này. Không được, vào đây ngã hết. Đây, chốc vào đây. Lấy cái dao tiếp. Xanh tao xanh luôn đấy. Đỡ. Đấy. Đây là cái bát nước, nước gì nhỉ? Nước cà đi ngọt chứ đồ. Đặc. Ăn thì đây không xanh được. Cái gì mình xay ra nó xanh nữa. Trước tiên hôm nay dùng hơi đi bạc mình mua bánh đậu xanh. Nhớ đồng lấy chảy á. Chết này cả ngon đấy. Cấm rồi. Thì nơi mà nó lại cao thích ăn. Mình mua kiểu chắc chát thì còn nhìn cả nữa. Dính cái này. Chắc tí là nó khô rồi nó cục thành bánh đậu xanh. Thì nó là mình ngóng nấm xanh nhỉ. Thiếu gia vị. À thì lấy tí đường á. Lấy tí đường cho nó ngọt. Bà đại ca thích ăn ngọt, bác ăn ngọt lắm đấy đường chứ. Sao bà dùng vít ngọt ngọt. Đường đâu ấy nhỉ? Thế kìa. Đâu ấy nhỉ? Đâu đường đâu ấy nhỉ? mới không phải lọn ta là vòng hả? Kiếm đồ anh làm gì? Đớp hết tiền của ta này. Mà anh đi tổ chắc của em đấy à? Tổ cái gì? Ê! Đừng đưa nha! Đưa tiền đây! Bánh đậu xanh của ta đâu? Hết tiền rồi mua bánh đậu xanh. Hết cái gì? Em tự lên bánh đậu xanh cho anh đây. Bánh cái gì đây mà bánh? Đây bánh à? Cái phẩm màu. À cái này sạch sẽ này. Sạch sẽ? Sạch cái gì? Bánh gì cái kiểu này mà bánh? Đây bánh này này. Mày làm gì đấy? Mày làm gì đấy? Tặng cái gì? Tặng đưa bánh đậu xanh ra đây. Em đưa anh à? Đây là bánh đậu xanh à? Đậu xanh cái gì này? Bánh đậu xanh đây. Tao không cần biết. Đậu xanh. Tao không biết. Đưa giả tiền đây. Hết tiền rồi. Hết, không có huyết biết hết. Đậu này ta bánh đậu của tao đâu? Đây. Mày lại định lấy tiền của tao đi làm gì thì giả tiền đấy. Nhé. Mua kẹo hết rồi. Không có kẹo kiếc thì tao. Cái này cái rẻ hơn à? Không. Không giả đây, một là giả bánh đậu, hai là giả tiền. Bánh sinh nhật với nhỉ? Ba bánh sinh nhật thì bánh sinh nhật đó. Ba là tao chịu khóc của mày. Không có tiền. Không biết, tao không biết. Đây, tao... bánh đậu xanh đây còn gì? Tao không biết. Mày ăn đi, mày ăn hết chỗ nửa này thì tao cho mày tiền. Cho nữa nhé. Ừ, cho nữa. Có tiền. một miếng là cho mày một tờ luôn. Nào. À. Wow, tờ giấy đây là tờ polymer. Tờ polymer. Polymer. Được. Mà không cần. Một miếng. Hôm nay em không cần không. Polymer nữa. Không cần cũng kiếp gì hết. Em đưa. Mà, em cứ kéo vút rồi nhé. Nhanh lên, nào. Đưa tiền giả tiền tao đây, nhanh. Cái gì đấy, mày cho cả cái gì rồi đấy? Mày muối đâu đấy? Hả? Nhân cái nhân mày thích ra không? Hả? Thì không có nhân ăn được à? Bốc hết vào đây. Đem đổ đây đi. Cho anh ăn bánh đậu xanh. Bánh tao không biết. Đưa giả tiền, một là giả tiền, hai là đấy là giả bánh đậu xanh cho tao. Không có. Không có. Bánh đậu xanh tao mua tiền đây rồi. Không biết. Đây là bánh đậu xanh à? Tao không biết, không cần biết. Nhanh. Không, mày ăn hết chỗ này. Anh đi mà ăn. Đi mà ăn. Anh lại mua làm gì? Tự nhiên anh lại mua làm gì? Tao không biết. Quên mất tao lại đưa tiền cho mày. Mày đưa cho em. Dạ, tao mua được, em mua được 19 triệu bút nha. Bây giờ một là mày giả tiền, hai là giả bánh đậu. Đây. Đây mày thích đây không? Đây là bánh đậu. Em à? Mất công em làm đây. Cái gì em phải bán cho nhà hai tờ polymer đây. Bán mày thích bán không? Tao không biết. Không thì tao thịt sóc. Mất công em làm. Tao thịt sóc nữa. Sóc rồi. Này. Này. Thích gì đâu? Nào, mày thích gì? Hả? Không được chi. Thế đi giả tiền đây. Không. Nhanh, tao không biết. Giả tiền đây. Biết đâu tiền. Tao không biết. Cái tiền rồi. Đưa đây. Không. Tiền đây, tao không biết. Tao thịt sóc. Đây, ai bảo anh tự nhiên đòi ăn bánh đậu làm gì? Em mua đậu về. Đưa đây, bẩn. Em bánh nhanh rồi. Bốc hết vào. Lấy tay bốc. Không, bẩn. Lấy mồm cam. Không. Nhanh. Bánh đậu gì? Mày bảo bánh đậu gì? Nào, mày làm một miếng đi. Bánh đậu. Nhanh. 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 Tao không biết. Tao không biết. Nào, bánh đậu đấy. Thì mày phải ăn được thì mới gọi là bánh đậu. Nhanh. Nào, há mồm. Ăn một miếng thì tao tha. Đến một miếng nhỏ. Nào. Nhanh. Há mồm. Bẩn vào sự. Bẩn vào sự. Thế xong rồi mày bẩn thì mày đem lên đây cho tao ăn. Hả? Nó có sạch hơn cái phẩm màu anh mua. Phẩm màu anh mua bao giờ? Anh mà đi mua bánh đậu xanh thì ta đã đồ đểu. Đồ đểu á? Mày ăn một miếng. Ăn một miếng, nhanh. Ăn một miếng. Hả? Không. Ai bảo mày ai bảo mày làm này? Thế đòi ăn làm gì? Đòi ăn thì tao ăn bánh như ăn cái này à? Bọn bạn em nói chả làm bánh đậu xanh như này chút. Bạn mày là đứa nào? Tao có đơ với gì rửa á? Hả? Tao gọi chúng mày nó lên đây cho nó ăn hết này với mày. Nó phải ăn hai cái chậu này. Hai chậu nào? Không, nhưng em chỉ thích làm em không thích ăn như nó. Hả mồm? Nó nghe nó có nhà nó có máy xay nha nó. Xay à? Xay trong khoai lang. Mời. Tao nhét vào mồm. Nhanh. Nào, bánh đậu à? Ngon. 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 Nào, Thế lần sau cô cầm tiền của ta đi bán đâu? Hả? Anh đưa em một cầm chứ. Thế thì mày lấy cái gì? Mày mua cái gì rồi? Hả? 19 cái kẹo mút. 19 cái kẹo mút đâu? Đem hết lên đây. Này. Tao không biết, tao thịt không có sóc. Không thì ăn một miếng. Ăn một miếng thì tao tha này, miếng nhỏ ra. Sao? Sao cái đầu ấy? À, sao? Mày. Mà anh cầm nó nó cắn nó. Cầm mầm ấy. Mày đấy. Kệ mày. Gì? Tao lấy sóc đi, tao thịt. Ai? Thế thôi. Không tới thì tao nói. Không thì tao thịt sóc có thế thôi. Nào. Tao thịt sóc.